Về phòng chống cháy nổ, thưa quý vị, thời gian qua trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy với diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó có những vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về người. Thực trạng này đòi hỏi người dân phải chủ động nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Đây là buổi tuyên truyền hướng dẫn thực hành các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng phường An Bình tổ chức, đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại đây, người lao động, các chủ nhà trọ đã được giới thiệu về các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ bản. Trực tiếp thực hành chữa cháy được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy, rải vòi chữa cháy, cách thoát nạn, vân vân. Qua cái buổi tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thì bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều cái kiến thức có ích cho bản thân mình cũng như gia đình, xã hội, rồi cũng biết cách xử lý những cái tình huống khi có cháy xảy ra. Cũng thấy rằng là mình cần phải tuyên truyền sâu rộng trong cho cán bộ hội viên của mình cũng như là các cái nhà trọ, các khu nhà trọ để biết cách là phòng cháy chữa cháy cũng như là cách là xử lý những cái tình huống cháy khi có xảy ra. Hiện nay thì phường có 9 cái lốc chung cư và đang đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền vận động các cái lốc chung cư thực hiện về công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua thì đã chỉ đạo ủy ban nhân dân đã kiểm tra tất cả các cái cơ sở, các cái chung cư và hướng dẫn cho các cái hộ kinh doanh để thực hiện đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Phường cũng đã thành lập các cái tổ liên gia, rồi các cái điểm chữa cháy công cộng tại các cái địa bàn khu phố. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, hiện các phường như An Bình, Bình Đa, Hố Nai, Tân Tiến ở thành phố Biên Hòa đã và đang thực hiện nhân rộng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy trong toàn dân, đồng thời thành lập hàng chục mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trong các khu dân cư nhằm giúp người dân biết cách xử lý khi có tình huống cháy xảy ra và quan trọng là nâng cao ý thức về phòng chống cháy nổ cho nhân dân. Khi chúng ta thành lập như này, nó mang tính chất là cùng nhau bảo vệ, xây dựng bảo vệ cho toàn thể nhân dân trong những cái khu vực mà những cái phương tiện xe không thể vào được. Thì tổ liên gia thì nói chung là chúng tôi được trang bị tất cả những dụng cụ và những cái phương tiện sẵn có như là bình chữa cháy, rồi búa, kìm cộng lực, rồi xà beng, rồi tất cả những cái dụng cụ đó thì chúng tôi được trang bị được đầy đủ. Tôi thành lập được các hơn 20 tổ liên gia và các điểm chữa cháy công cộng. Trong đó là chúng tôi vận động người dân trang bị ít nhất mỗi gia đình một bình phòng cháy chữa cháy và chúng tôi đạt hơn 90%. Thì trên địa bàn phường Tân Tiến thì tuy không lớn lắm nhưng mà cái vấn đề cháy thì sẽ bất cứ lúc nào, cho nên là chúng tôi rất là chú trọng. Việc nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân đang là mục tiêu quan trọng hàng đầu được lực lượng công an các đơn vị địa phương, phường xã thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện với tinh thần đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Đây cũng là giải pháp tối ưu để hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân do hỏa hoạn gây ra.